Sự thật lạ lùng có thể bạn chưa biết, bọ cạp biển thời tiền sử to bằng con chó. Các nhà cổ sinh vật học phát hiện hóa thạch bọ cạp khổng lồ dài 1 mét từng tồn tại cách đây 450 triệu năm. Đây là loài bọ cạp biển chưa từng được biết tới, loài động vật chân khớp cổ đại có họ hàng gần với nhện hiện đại và sam biển. Bọ cạp biển khổng lồ ước tính to lớn ngang một chú chó, sống dưới đại dương ở phía nam Trung Quốc trong kỳ Silu. Bọ cạp khổng lồ sở hữu hai chiếc càng sắc nhọn dùng để bắt mồi. Mặt trong là lớp gai có độc, có thể khiến con mồi tê liệt, là kẻ săn mồi hàng đầu trong hệ sinh thái đầu kỳ Silu vì không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Chúng chuyên săn cá và động vật thân mềm, dùng chi trước tóm lấy con mồi rồi ăn thịt. Chúng đã tuyệt chủng, nếu sống tận bây giờ thì chắc là món mỹ vị nhân gian. Cùng sự thật lạ lùng khám phá những điều bí ẩn bạn nhé!